Em Tuấn ở đây, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 năm 2024. Vào này thì em sẽ có một sản phẩm, đó là một cặp bánh carbon mái nhôm đến từ thương hiệu Rovan của Mỹ, giới thiệu đến tất cả các bác. Cặp bánh này là cặp bánh chính hãng, được em mua xách tay từ bên thị trường Nhật về các bác nhé. Dòng này là dòng Rovan SL45, sử dụng cái phần má thắng bên ngoài là bằng nhôm và cái phần thân chính của cả bánh nó là bằng chất liệu carbon, carbon vân đá các bác nhé. Và màu sắc của cả bánh này thì được phối màu là màu đen đỏ trắng. Trên này thì nó sẽ có một hàng cam màu đen và phối với cả 6 cây cam màu đỏ ở đây. Dòng này là bản cao 4 phân rưỡi các bác nhé. Chiều cao là 4 phân rưỡi ạ. 4,5 phân. Má thắng của cặp này thì còn rất là đẹp. Kèm theo cả bánh thì là túi này và ti bật zin của Rovan. Ti bật chính hãng của Rovan. Theo cả bánh luôn. Cối líp của nó thử dụ sử dụng là cối líp của Shimano và SRAM 11 các bác nhá. Cối 11 thì các bác có thể lắp líp 8, 9, 10, 11 đều ok. Và phần xăm lốp thì các bác sử dụng xăm lốp rời, tức là vỏ ruột rời đấy. Các bác có thể dùng với cả lốp không xăm cũng ok các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm thì có thể alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại 0888 391992. Giá của cặp này thì là trên 10 triệu các bác nhé, trên 10 triệu và đã bao ship cho tất cả các bác rồi. Em sẽ quay chi tiết cả bánh. Đây là phần bánh trước này. Bánh trước thì cái đùm của nó sẽ sử dụng đùm là đùm carbon. Đùm carbon của Rovan. Rovan thì nó sử dụng cái đùm theo công nghệ của DT Swiss các bác nhé. Đây là đùm trước này. Căm là căm dẹt. Căm dẹt. Tất cả những cái căm là màu đen. Và riêng bên đây thì nó sẽ có 6 cây căm màu đỏ các bác nhé. Bánh trước bánh sau đều có 6 cây căm màu đỏ như vậy. Bánh trước thì là 6 cây căm. Và bánh sau thì là 7 cây căm màu đỏ phối. Rất là đẹp. Má thắng rất đẹp luôn, rất mới luôn. Dòng này hông của nó là 15C. Carbon lộ vân. Cái dòng này sẽ sản xuất là theo kiểu là thủ công các bác nhá. Bánh sản xuất thủ công ấy. Má thắng rất mới luôn ạ. Các bác có thể nhìn rõ cái vân vân carbon bên trong, vân đá này. Dòng Rovan thì nó rất hay được đi theo những cái chiếc xe của Specialized và Edgework. Dòng cao 4 phân rưỡi. Em sẽ quay xung quanh cái phần bánh trước để cho các bác cùng xem. Cả bánh còn rất là mới luôn các bác nhé. Dòng Rapid SL45 bản cao 4 phân rưỡi. Má nhôm còn rất là đẹp luôn ạ. Có những vết cháy rất là nhỏ thôi. Trục bánh trước là chạy bạc đạn mượt mà, không có lỗi lầm gì hết. Đùm carbon phía trước. Có những vết cháy cũng rất là nhẹ thôi các bác nhé. Cháy sơn rất nhẹ thôi ạ. Đây là phần má thắng phía bên đối diện này. Đẹp keng xà beng luôn. Tem mác thì còn đầy đủ hết. Và em sẽ quay cái phần bánh sau ạ. Đây là phần cối líp của bánh sau. Cối líp 11 các bác nhé. Đùm sau thì là đùm theo cái công nghệ của DT Swiss. Có những vết cháy rất là nhẹ qua thời gian. Viền bánh sau thì cũng còn rất là mới các bạn. Là viền bánh sau. Những cái dòng chữ Rovan ở trên cái phần viền bánh này thì nó là sơn trực tiếp các bác nhé, sơn trực tiếp chứ không phải là tem dán.
màu sắc thì rất là đẹp luôn ạ. Đây là vân carbon ở bên trong các bác nhá, không phải là trầy xước gì đâu. Đấy, phần vân carbon bên trong. Hai mặt đều đẹp như nhau. Nó lộ vân nhìn rất là đẹp. Em sẽ quay thử cái tiếng cuối clip để cho các bác cùng nghe. Bánh chạy rất trớn và cối líp thì kêu cũng nhẹ nhàng thôi chứ không kêu to đâu các bác nhé. Tầm giá trên chục triệu là các bác đã sở hữu một cái bánh chính hãng rồi. Bánh dòng mã nhôm thì cũng rất là bền. Mấy nay thì em đã lên được vài cặp bánh mã nhôm cho các bác cùng xem rồi đấy. Ti bật đẹp keng luôn. Kèm theo là túi các bác nhé. Kèm theo túi zin của Rovan. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em Tuấn ạ. Em bao ship tận nơi, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và video thì em xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả mọi người.